Ý kiến của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng có thể nói là chúng ta không thể nói chỉ tại người dùng. Đấy, và tôi cũng rất nhất trí là đại biểu Lưu Bình Nhưỡng có đặt ra ba cái phân khúc. Phân khúc thứ nhất là người kinh doanh, thứ hai ấy, là người dùng và vai trò quản lý nhà nước như thế nào. Như tôi nói từ cái câu hỏi đầu của phóng viên về vấn đề cái giải pháp phòng chống các cái thông tin xấu độc như thế nào, thì vai trò quản lý nhà nước rất quan trọng. Nhưng vai trò đó phải thể hiện bằng pháp luật. Và chúng ta đang thiếu cái hành lang pháp lý để giải quyết cái này. Đây là một trong những vấn đề mà chúng tôi cũng đã, với tư cách là thành viên của cái bộ phận soạn thảo của dự thảo luật an ninh mạng, chúng tôi cũng nêu rất là rõ để mà chúng ta có thể áp dụng các biện pháp quản lý nhà nước, đảm bảo cho các không gian mạng của chúng ta là lành mạnh. Vâng, có một cái vấn đề đó là một cái thách thức lớn của chúng ta, đó là chúng ta không thể quản lý được những cái người mà chống phá từ nước ngoài. Vậy thì cái giải pháp của chúng ta như thế nào thưa ông? Chúng ta vẫn có thể làm được mọi việc nếu chúng ta có luật và các cái quy định một cách chặt chẽ. Chúng tôi cũng đã bàn và chúng tôi được biết là trên rất nhiều cái trang mạng của chúng ta cũng đặt vấn đề, và cũng nhiều đại biểu quan tâm đến vấn đề là có đặt máy chủ của các cái tập đoàn hoặc cái doanh nghiệp xuyên biên giới hay không, hay là có đặt văn phòng đại diện của chúng ta hay không, điều này có phù hợp với luật pháp quốc tế hay không. Thế trong buổi trực tiếp chúng tôi đã tiếp ngài công sứ của Nhật Bản, thì ngài công sứ Nhật Bản nói rằng là cái việc này nó không ảnh hưởng gì đến đối với TPP cả. Ở trước đây TPP, bây giờ là CPTPP, bởi vì là có một cái điều ngoại lệ để có thể thực hiện chuyện này. Và chúng tôi cũng xin cung cấp thêm thông tin là hiện nay trên thế giới nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia đã ban hành các đạo luật chính sách quản lý dữ liệu, quy định về địa phương hóa dữ liệu. Và chúng ta thấy rằng là rất nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông internet nước ngoài đặt máy chủ tại nước sở tại như Google và Amazon Web Service đã phải đặt máy chủ quản lý dữ liệu tại Singapore, Đài Loan và Nhật Bản. Ngay cả Alibaba của Trung Quốc cũng thông báo sẽ đặt máy chủ quản lý dữ liệu tại Ấn Độ, Indonesia. Và Apple cũng như vậy, cũng phải đặt tại Nga. Và Facebook của Google đã đặt máy chủ tại các nước trong EU, tức là 29 nước thành viên. Tức là chúng ta cần có những cái quy định họ để họ phải tuân theo những cái Phải pháp luật của có, đất nước cho sở nên tại là đúng trong cái không? dự thảo của khoản 4 điều 34 chúng tôi có đặt vấn đề là phải có cái văn phòng đại diện của các cái doanh nghiệp như vậy ở Việt Nam Tuy và nhiên phải là có đặt máy nhiều chủ người tại Việt lo Nam. ngại là liệu nó có khiến những cái quy định chặt chẽ như vậy có khiến những cái công ty đấy họ rút khỏi Việt Nam hay không? Tôi tin rằng là những cái điều mà chúng ta đặt như vậy chỉ có thuận lợi hơn cho họ thôi, và rất là công bằng đối với các doanh nghiệp cả của nước ngoài và Việt Nam. Tại Việt Nam chưa có nơi nào cái thị trường hoạt động trên sử dụng không gian mạng mà mạnh mẽ như Việt Nam, cho nên tôi tin rằng chúng ta có thể thấy được là mấy cái nét thì tôi nói tóm gọn để phóng viên hiểu. Thứ nhất là khi mà cung cấp dịch vụ viễn thông mạng internet nước xuyên biên giới đặt văn phòng đại diện và máy chủ Việt Nam thì sẽ phối hợp nhanh và hiệu quả với nhà cung cấp này trong phòng chống tội phạm và ngăn chặn các thông tin xấu độc. Cái thứ hai ấy, là việc đặt văn phòng đại diện này thì đảm bảo các nhà cung cấp dịch vụ này là có là một pháp nhân có nghĩa vụ quyền lợi công bằng với các nhà cung cấp khác, các cái hoạt động khác trên lĩnh vực kinh doanh của các quốc gia khác. Và thứ ba là bằng ưu thế về công nghệ thì chính những nhà cung cấp dịch vụ này thì nắm giữ một số lượng rất lớn khổng lồ dữ liệu người dùng, thì dữ liệu là thông tin tình báo rồi, Rất là thì phải nhiều là những cái của Việt lợi ích. Nam, phải của Việt Nam chứ. Tại sao các thông tin của chúng ta trên Facebook, Google bây giờ chúng ta không được quản lý mà lại nước ngoài quản lý? Dạ Đấy, vâng ạ. thì như vậy là chúng ta thấy rằng là thế thì lại quay sang một câu nữa, thế thì đặt máy chủ khác gì với không đặt máy chủ? Thì tôi xin trả lời luôn, đặt máy chủ ở Việt Nam thì tốc độ truy cập sẽ nhanh hơn, người dùng sẽ sung sướng hơn rất nhiều, và Việt Nam tiết kiệm được chi phí băng thông quốc tế hàng tỷ đô la mỗi năm. Tôi xin khẳng định như vậy. Và rất là nhiều Cái những cái thứ lợi hai ích là đúng chúng không ta ạ? lại có thể tăng cường công tác bảo vệ an ninh quốc gia nữa. Cho nên là tôi nói rằng là đây có thể nói, và cái nét thứ ba như lúc nãy tôi nêu là chúng ta có thể quản lý dữ liệu người dùng, tức là chủ quyền thông tin của Việt Nam. Đây có thể nói là tài sản quý giá của Việt Nam.